bị khô khan hoài suốt vậy hả? Lâu cũng được thở. Bao lâu cũng được thở hả? Cũng cự cậy mụn chơi nha Hạnh, đợt trước ghé cũng mặt thăm tè lấy cứ như rửa mặt một cái nó sợ sợ nó đè luôn đúng không? Nhạt rồi. Bà làm phòng khám nhưng mà cũng phải biết chăm sóc da bà chứ bà. Nhạt đi như bỏ phế vậy Hạnh. Trời, em về tối rồi, hôm nay em mới được về sớm á. Ở trong đâu có điều trị Covid à? Thì phòng khám em mai bị thì tư vấn cho thuốc uống. Bên em vừa làm test nhanh vừa làm PCR luôn. Nhiều một lần. PCR mẫu đơn của em là 900. Có chấm thuốc gì không? Mà hôm nay em mới thử sử dụng tretinoin. Sử dụng trề. Trề mà sao nó cứng mụn vậy ta? Của hãng nào vậy? Tretinoin của tretinoin Ấn Độ Ares á. Em mới sử dụng rất ngày. Có đẩy mụn dữ không? Em sử dụng thô lâu lâu nó cũng không đẩy mụn lắm. Cái đấy như có 200 mấy đúng không? Không nhớ em nặng này không ngon. Tiếp đến rẻ mà. Trời ơi, mặt này vừa chai vừa thâm. Cứng. Biết sao mà lên mụn rồi.
chị nó lại vô đâu.